Bật máy bơm từ xa qua điện thoại chỉ với một cuộc gọi, dùng cho tủ điều khiển, dùng cho máy bơm 3 pha, có bảo vệ quá tải. Rồi, máy bơm chạy không tốn tiền cước. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, đây là cái tủ điều khiển từ xa bên mình vừa mới lắp đặt cho khách hàng sử dụng cho động cơ là 3 pha 2.2. Thì hiện tại bên mình đã ráp xong cái tủ này, thì về tổng quan bên tủ này nó sẽ có là 3 đèn báo dùng để báo pha A, pha B, pha C, và 2 đèn xanh là 2 đèn báo chỉ thị cho trạng thái của motor đang chạy là đang tắt, và 2 nút màu vàng dùng để điều khiển bật tắt bằng tay. Đó. Còn về bên trong tủ thì bên mình sử dụng là bộ khởi động từ của hãng Shin để có rơ le nhiệt để bảo vệ quá tải động cơ, và CB tổng dùng để đóng ngắt nguồn điện. Bên cạnh đó thì mình sử dụng bộ điều khiển từ xa qua điện thoại là AF02, có 2 cổng ra dùng để điều khiển 2 máy bơm riêng biệt. Thì cái tủ điều khiển này nó sẽ sử dụng một cái sim lắp vào vị trí này để điều khiển từ xa qua điện thoại. Rồi thì về cái tủ này bên mình đã đấu hoàn thiện như thế này. Về mọi người chỉ cần gắn dây nguồn điện L1, L2, L3, dây trung tính và tương ứng với dây máy bơm vào là sử dụng. Rất là đơn giản. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện điều khiển qua điện thoại cho các bạn xem. Thì chúng ta có thể là điều khiển qua cuộc gọi hay qua tin nhắn. Thì hiện tại mình sẽ bật qua tin nhắn, là ví dụ như mình bật máy bơm 1, mình sẽ chọn tin nhắn là bật 1. Rồi, mình sẽ gửi đến cái số điện thoại trong tủ. Mọi người lưu ý là cái số điện thoại nào đã đăng ký thì mới có quyền điều khiển, còn những số điện thoại lạ thì nó sẽ không có bật tắt được. Rồi, ví dụ hiện tại là mình đã ra lệnh là bật 1, thì máy bơm 1 đã chạy và nó sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta biết là đã bật máy bơm 1. Đó. Tương tự, chúng ta có thể chọn tin nhắn là bật 2, dùng để bật máy bơm số 2 lên. Hai máy bơm này nó hoạt động độc lập với nhau, khi máy bơm này chạy thì sẽ không ảnh hưởng máy bơm kia. Đó. Thiết bị này rất là bảo mật nha. Đối với số lạ, số nào chưa được đăng ký thì nó sẽ không có điều khiển được. Đây, ví dụ như số điện thoại này trước khi được điều khiển thì mình đã thực hiện tin nhắn là đăng ký quyền điều khiển. Đây, số điện thoại này đã được cấp quyền điều khiển, nên là nó mới điều khiển được cái tủ này. Còn số lạ thì nó sẽ không được điều khiển. Và khi chúng ta bật tắt thì nó sẽ báo tin nhắn về chúng cho ta biết, nên là ở đâu xa chúng ta có thể điều khiển được, là không giới hạn khoảng cách luôn. Nha, tủ điều khiển này thì bên mình lắp đặt và bảo hành với chế độ bảo hành là 1 năm, 1 đổi 1, nên là nếu mà xảy ra lỗi thì bên mình sẽ đổi thiết bị mới. Và phía ngoài tủ nó có 2 nút màu vàng này, chúng ta có thể sử dụng nút nhắn tay để chúng ta điều khiển. Giờ chúng ta chỉ cần nhắn vô là bơm tắt. Đó. Nhắn vô là bơm tắt, nhắn lại là bơm bật. Đây là chế độ điều khiển bằng tay tại chỗ. Rồi, và sử dụng chế độ điều khiển từ xa rất là tiện lợi. Đó. Về tổng quan và tủ như vậy. Nếu mọi người thấy hữu ích, thấy cần thiết thì hãy liên hệ số bên điện thoại của mình để mình tư vấn và hỗ trợ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người thành công.